Ok, hello, xin chào tất cả anh em nha, và chúc anh em có một buổi sáng thật là vui vẻ nha anh em. Thì sáng ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái con game mới nữa ha. Cái con game này có tên là Ngáo cho Mobi. Và game này thì cũng là một cái tựa game có lối chơi siêu nhân. Và ngày hôm nay nó sẽ mở cái server mới, đó là cái server 9, vào lúc 19 giờ tối ngày hôm nay nha anh em ha. Anh em nhớ lên trên trang fanpage, anh em like, share các thứ để anh em lái được 50k siêu VIP nữa ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách lên trên trang fanpage để anh em lái code ha. Đây, thì anh em vô trong cái trang chủ để tải game nè ha. Anh em gõ ngáo.mobi ha, ok. Thì nó sẽ vô trong cái trang chủ như thế này ha. Thì anh em tải game. Đây, thì anh em có thể là bấm tải game ha. Android, iOS thì anh em đều tải ok hết nha anh em ha. Và anh em đăng ký tài khoản thì bấm vô đây ha. Đăng nhập tài khoản để hiến máu nạp tiền đồ các kiểu thì anh em bấm đăng nhập vô ha. Nhập tài khoản của anh em vừa đăng ký xem vô ha. Rồi tiếp tục anh em vô trong fanpage để nhận tiền web thì đây, bấm Facebook ha. Rồi đó, thì anh em kéo xuống cái phần bài viết đây, nó có để thông tin cho anh em đầy đủ ha. Đó, nhận ngay 50k show VIP khi anh em tìm bài viết và chia sẻ sang những người group khác. Và anh em để lại dấu chấm ngay bên dưới ha. Làm theo những cái bạn đã comment ở bên dưới đây đó, là anh em sẽ nhận được quà. Cái này là xương xương game, nó có để cho anh em là những cái hoạt động cũng như là tính năng mới ha. Phi phong 3 có chức năng trên offline cho những người không có thời gian ha. Tính năng nổi đan, chat liên server, tính năng trùng sinh kẹo điểm ha. Cái này thì giống như Võ Lâm 1, lát nữa mình sẽ giới thiệu kỹ hơn. Cài danh vẹn bằng các hoạt động hàng ngày và đi trên. iOS thì free, không bao giờ chập. Tặng kiếm hiệp 18 nè, đó, phi phèm khi mới vào game. Tặng một set bạch kim bậc 14 nè, ngựa xéo nè, full đồng hành 3S nè. Miễn phí là toàn bộ cái kim bảo và ngân sức. Cái bản này thì khi mà anh em đăng ký cái tài khoản mới thì anh em sẽ nhận được đây, nhận được số dư ra anh em đó, 1 tỷ Việt Nam đồng tiền web nha anh em. Có nghĩa là anh em xài cái kim ngân bảo là anh em xài vô hạn ở trong cái phiên bản này luôn, xài maximum muốn xài bao nhiêu xài ha. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ vào game, vào tạm cái server cũ đi, vào tạm cái server 7 đi ha, để mình review sơ qua ở trong game một xíu, chơi sớm giờ thì nói cho anh em nói chung cũng nắm bắt được phần nào rồi ha. Rồi thì bản này siêu nhân 24 phái nha anh em, vô game luôn. Mà anh em muốn chọn phái nào đó anh em chọn, nên là mình đề cử anh em là chọn đào hoa đó, đi trên cho nó nhanh và đi BK cũng khá ok. Rồi thì đây anh em là những cái mà game nó miễn phí cho anh em đây. Một set bạch kim nè, bí bảo 200 toàn thân nè, mình lên sẵn rồi anh em. Anh em full những con bét nè, món quà nạp lần đầu nè, có luôn này, cái này là chắc chắn rồi. Đăng ký tài khoản được 1 tỷ tiền Việt Nam đồng mà ha. Ai cũng có phần thì anh em có thể mua, và anh em có thể là mua những gói phúc lợi ở bên này nữa ha. 5.000, 10.000, mua hàng ngày luôn, mua gì anh em mua thoải mái luôn nhé, ngày nào anh em cũng mua được. Anh em nhận thêm danh vọng nè, danh vọng là một cái loại đơn vị tiền tệ rất là quan trọng ở trong cái con game này. Anh em thấy không, game này nó không bán nhiều nhá, sơ sơ thôi, mà để anh em được mua miễn phí hết nha. Tại cho 1 tỷ tiền Việt Nam đồng web nè ha. Rồi ok, mới vô game thì anh em được max cấp luôn ha. Và game này nó có cái tính năng chuyển sinh, tính năng trùng sinh cho anh em đó. Trùng sinh thì ai mình chỉ cho anh em luôn, sau khi mà anh em đạt đủ yêu cầu của game đó thì anh em kích vô hành trang đây, yêu cầu của game anh em sẽ thấy trùng sinh đây, nó có cái phần trùng sinh VIP ra anh em đó. Thì cái yêu cầu đây anh em phải tốn 500 triệu danh vọng và anh em sẽ được 5 điểm tiềm năng có thể tải. Rồi danh vọng thì anh em kiếm ở đâu, ở các map BK nha anh em ha, chẳng hạn như map 7x, map 9x, map 10, nói chung tùy theo lực chiến của anh em, liệu cùng gấp map anh em đó, lực chiến anh em mạnh thì trên map to, map to thì rơi nhiều cái danh vọng hơn đó. Ví dụ đây trên cho anh em coi. Rồi lên full rồi anh em, này thì nói chung lao quá, để mình xuống nên biết đi. Rồi xuống nên biết trên cho nó nhanh anh em, không nhất thiết là phải trên map cao đâu anh em. Rồi ra đây quốc cho anh em coi. Rồi mình sẽ đứng đây mình lấy cho anh em coi ha. Nó sẽ rơi cho anh em danh vẹn liên tục, nay anh em có thể coi trên kênh hệ thống nhé.
À, rơi cho bạn mà liên tục xéo ca xéo ca xéo ca à, rơi suốt luôn, đánh chết con nào rơi hết con đấy là anh em có thể đủ 500 triệu cái danh vẹn và anh em có thể là chuyển sinh à, anh em trùng sinh cho anh em à, nhầm đây à, thì chỉ cần một cái điều kiện đó thôi à. Rồi sau đó thì anh em sẽ vô đây trùng sinh xem thì nó sẽ cho anh em 5 điểm tiềm năng và anh em có thể kèm vô 4 dèm thể chất sức mạnh nhanh nhẹn linh hoạt, nó sẽ cho anh em có số điểm nằm ở đây nhé sau khi anh em trùng sinh á, và nó sẽ có 4 dấu kèm và 4 dèm đây à, anh em muốn kèm dèm nào anh em kèm thôi à, rất là đơn giản. Còn tải điểm thì anh em lên trên trang chủ trên web á, anh em tải điểm thôi à, khá đơn giản. Anh em nếu như mà không hiểu thì anh em có thể là hỏi những cái anh em ở trong game đó, người ta chỉ cho à, đó. Rồi à, tiếp theo là danh vẹn, nó cũng khá là quan trọng đa đêm đó, thì anh em có thể là mua được những cái viên đá 3 sao như thế này. Đá 3 sao này thì chủ yếu là nó cho anh em sinh lực à, chủ yếu là sinh lực là nhiều à, thuộc tính khảm này với lại kháng mấy cái khăn thủy khăn hỏa đồ bạ thôi, nói chung là cũng được anh em đó, thì anh em cứ kỳ đủ anh em mua. Và anh em mà muốn đục thêm lỗ trên trang bị của anh em thì anh em có thể là mua cái dùi hiền thiết, cái này thì anh em dư đá thì mới dùng cái này thôi, chứ còn mới vô game thì chưa có dùng đâu, dùng nó phí lắm anh em à. Đó, anh em mua những cái viên đá tránh 3 sao như thế này anh em đều dùng. Rồi cái này là kỳ trăng cát nha anh em, kỳ trăng cát thì đây giới hạn tuần các thứ đây đó, bán 11 luôn anh em có thể mua đó, bên này cũng bán 11 nè, số 11 nè nha, số 1 kim bảo đó, đá ly và anh em mua vô hạn, họ thì bích mua vô hạn đó, rương chọn đá hồn ly và 4 vô hạn luôn, ông ba cũng vậy, lệnh bài quân hào cũng vậy đó, bây giờ máy ngữ này là mua vô hạn luôn, miễn phí toàn bộ ha. Rồi tới cái phần ngoại trang thì nếu như mà anh em nào mà có cái đam mê ngoại trang thì chắc chắn là anh em phải Việt Nam đồng vô rồi anh em ha. Cái tiền web, cái tiền web trên này nè anh em, đây nè cái tiền web lúc số mình cho anh em coi nè, cái tiền này á là anh em chỉ để mua những cái gói này thôi, đây này mua những cái gói này thôi ha. Đó, với lại là anh em chỉ mua được cái này thôi đó, nạp kim bảo nè đó. Từ giờ xíu anh em một giây đó là anh em chỉ mua được những cái gói trong phần kim hiệp với trong cái gói phúc lợi thôi. Còn anh em muốn mua ngoại trang là chắc chắn là anh em phải Việt Nam đồng cho rồi, nó sẽ kèm cho anh em cái tiền show VIP này, cái tiền show VIP nha anh em đó, là anh em có thể là anh em đổi ra cái này, đổi ra cái thông báo ha đó. Thông báo với Sore anh em đổi là thông báo để anh em đổi ngoại trang nè ha à, và anh em mà muốn anh em nhớ lên trên trang fanpage nhé, like share để lấy 50k show VIP đây nè, 50k show VIP thì đây để làm gì đây mình chỉ cho anh em à, anh em vô đây đấy, anh em vô cái phần này nó có thêm là cái phần mà tải điểm tiềm năng thì nó rồi đây, đổi điểm danh vẹn anh em cách vô à, thì anh em có 50k show VIP thì anh em có thể là đổi này 20 xu VIP này nó được 4 tỷ danh vẹn này anh em thấy chưa đó, mà năm mà 40k xu VIP thì được 8 tỷ đó, và thêm 10k nữa 50k xu VIP là được 10 tỷ đó, anh em đổi ra 10 tỷ danh vẹn anh em xài rồi đó, 10 tỷ thì anh em mua khá nhiều đồ ở trong này thấy chưa đó, nhà máy bảo vệ vô anh em chọn rồi anh em bấm đập ga đá nha đó, em này rất là láo tét luôn anh em ha. Rồi đó thì đó là những cái chính anh em cái con game này, và hơn nữa thì anh em lưu ý là nhớ là đi những cái mức năng động để anh em lấy thêm ngân danh vẹn nè đó, đầy đủ cho anh em luôn đó, là anh em phải đi đầy đủ nhé, đi lấy thêm quà tăng thủ là anh em toàn bộ là anh em nhận thêm danh vẹn nè, online mỗi ngày đang nhập cho anh em nhận nè, đi danh nhận thưởng nè, danh nhận thưởng cũng có danh vẹn nè, 10.000 vạn rất là nhiều luôn, ủy thác đời mạng. Ngoài ra thì game này nó không có bán nhiều, anh em bán sơ xương xương thôi à, anh em cần anh em có thể mua nhé, lướt cho anh em coi ngoại trang thì bao đầy đủ rồi à, thích nào mua đấy, còn những cái ngoại trang cũ là anh em được miễn phí hết, không có thiếu một phát nào anh em, trang cũ là được miễn phí toàn bộ nha anh em nhé à, bán 11 thôi, nạp thì miễn phí kiếm hiệp 18 rồi đẹp đồ các thứ. Rồi ok thì chắc là mình nói sơ sơ như thế thôi, anh em cũng hiểu rồi ha. À, nếu như mà anh em nào mà chưa hiểu thì anh em có thể là comment bên dưới ha, anh em có thể hỏi mình, mình sẽ hỗ trợ lại cho anh em ha.
Rồi, thì anh em đừng quên nhấn like, nhấn share các thứ và anh em bấm nút đăng ký kênh và bấm vô cái chuông đó, để khi mình ra video mới review những cái bản game mới, nó sẽ có thông báo mới nhất gửi tới anh em nhé. Ha. Rồi, ok, bye bye và hẹn gặp lại anh em vào chiều nay. Chiều nay thì mình cũng giới thiệu cho anh em một con game mới, không phải là game võ lâm, một game khác anh em. Anh em chờ đón nhé. Ok, bye bye anh em.